trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kìa những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng? Chẳng giống mấy cô người mẫu, em thật xinh cô gái kia. Chẳng son phấn tô sáng màu, em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng. Duyên nụ cười thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Ước chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng,
đừng ăn để lâu quá thêm âu sầu, nãy nói ra cho hết đau đầu. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc, bên nhau bên nhau chẳng cùng nhau sống chung mái nhà, cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chú xuyên chuông tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hơn, vì em đã có tôi rồi. Em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha, xin đường nên vợ cho. Thương em để lâu quá thêm âu sầu, nãy nói ra cho hết đau đầu. Cho hết đau đầu, baby, nghe này. Em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ, đêm ôm nơi nhà thao thức với cho em vần thơ. Vì anh nhắc lưu em mất rồi mà em vẫn vô tư vậy thôi, vẫn không muốn chung đôi, chả để ý đến tôi. Để sau bao năm chờ đợi anh đến sao vẫn đơn côi. Nói với anh chỉ một lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời. Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn, hơn mấy ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai, chỉ cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi. Thì dù anh có nói tên mình hơi sai sai, em vẫn sẽ đưa em. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha, xin đường em vợ cho. Thương em để lâu quá thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha, xin đường em chồng. Thương em để lâu quá thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Trên cao làm lòng ta luôn khát khao, tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, rồi mời các chị lấy phép trong chương trình cùng với chú ông nội, ông nội à, ông nội với ông ngoại thì đúng hẹn lại đến. Thì hôm nay cũng là ngày làm tháng tốt mà hai gia đình đã thống nhất để chọn cái ngày lễ đính hôn cho cháu Thái Hoài Kim Xuyến. Thì đó là lý do mà gia đình của nhà Nam Đường đã đến ngoài cổng, bây giờ xin phép để được nhập gia. Thì xin ông nội với ông ngoại thuận cho rồi dùng với một chum rượu
Rồi. Rồi, cậu bưng mỗi người ly rượu đi cậu. Mời đi cậu. Rồi, mời ông nội. Rồi, mời ông ngoại luôn. Hai ông cùng ly cái nha. Hai ông thụ lễ này là hứa là chấp thuận để được nhập gia. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt mưa. Có chim ly tìm bắt nữa. Cháu cũng xin phép lễ được tiến hành. Thì trước khi tiến hành cái phần lễ này, cháu xin phép với ông cũng như trưởng tộc của họ nhà nữ đường, cũng như đây là ông ngoại, tất cả quý bà của tộc họ hai họ, các vị mà phía quan viên bên ngoài, thì hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hai gia đình cùng thống nhất với nhau để chọn lựa một cái ngày rất tốt đẹp để kính duyên cho cháu Thái Hòa và Kim Xuyến. Thì như vậy, đó là lý do cái buổi lễ ngày hôm nay mà tộc họ nhà Nam Đường của chúng tôi có mặt ở đây. Xin trình cho quý ông được rõ vậy. Khi gia đình cháu đến đây thì có mang theo 8 mâm lễ phẩm để trước là để dâng tiếng của một bà, sau đó là quà trong cái phần xin lễ cuối này. Rồi bây giờ tới cái phần tám đó mâm đó. Rồi ở đây là một con heo quay dành cho quý bà với quý ông được tường lãm phần này. Mình vỗ tay cái cho vui vậy. Không ra ông ngoại đó. Rồi. Phần ông đó, hai ông đó đồng thuận lời nói của cháu mới vừa rồi. Rồi hai ông xui cũng hết luôn. Thank you.
lẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Tập họ nhà nữ đường cũng như tất cả quý tộc họ của nhà nam đường với nhà nữ đường, thì bây giờ đến cái phần nữ trang gọi là quà xính lễ cho cháu dâu trong ngày hôm nay. Thì cái số nữ trang đó thì bà gia đình nam chú hôm nay có mang đến đây là 3 lượng vàng 24 carat, nhưng cũng báo cho các vị rõ chút, tại vì số vàng này á nó chòm hơn 30 chỉ nữa, bởi vì do con dâu chú rể nó chọn cái món đồ đó nó thích, thành ra nó hơn luôn chứ không phải là 30 chỉ. Báo cho quý bà mình được rõ phần đó ha, mai mốt vậy nó tội tới 3 cây 1, 3 cây 2 mà sao mình có 3 cây nữa. đó là phần nữ trang để trang điểm cho cháu dâu rạng rỡ trong ngày hôm nay. Thì tôi để ở đây đi chút xíu, đạo diễn là do ông chụp hình đây, thì cũng trình gửi ngày hôm nay luôn cho trong cái lễ đại đăng khoa này. Số tiền tổng cộng là 50 triệu đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành. Để ra luôn.
hàng ăn không thiếu bạc tiền, cơm xanh tài nhân rất sang bài dòng xi măng, đám cưới bà con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền nè, bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Thưa các vị, vừa rồi đó là cái phần mà trang trí bày biển cái phần nữ ca để làm cho nó được thêm cái phần buổi lễ long trọng, chứ thật ra đây cũng là một tuần thôi, không có gì. Bây giờ phần tiếp theo đó là phần trình bày của cháu sẽ nhượng cái quyền điều tiết buổi lễ ngày hôm nay cho ông đại diện ở nhà nữ đường sẽ tiếp tục cái phần ở lại của phần lễ sau. Xin mời ông đại diện của tổng họ nhà nữ đường. Thôi mình cũng đại diện họ nhà gái, kính giới thiệu giai cấp cho trước theo phần này thì đúng là chú rể không, nhưng hôm nay mình đã giảng tiện một chút cho cô và chú rể ra mắt hai họ luôn cho nó giảng tiện một chút. Mời cậu giới thiệu đi cậu. Rồi đầu tiên kính trình quý ông, ai giai cấp ông? Từ ông hai cho đến ông út, ông nội ông ngoại dùng đôi chung rượu. Rồi cháu nó ra mắt. Rồi kính trình quý ông, dùng đôi chung rượu cho chú rể nó ra mắt ngày tính hôm nay. Rồi đại diện hai bên đi, đụng chung cho nó coi như là đồng kết nhau mà. Năm với ông ngoại, ông năm bự với ông nội chứ. Còn ai đâu đây, ông hai, ông hai hai ông phải được, ông ở ông phải đại diện mới uống được, chứng kiến cho cháu mình đó. Ngoài ông ở còn nhiều lắm, ông ngoại hả, thiệt mời là đây ai vậy. Rồi bây giờ gia cấp với ông nè, cho cháu nó xá sao nè, nó cử quyền xá thì con dầm cuối hai lần, một lần nữa. Bên đây bà nội đâu? Rồi rồi rồi, hai bà. Rồi bà quý ông, quý ông với bà này đủ mừng quá. Hai bà nội, hai bà ngoại. Bây giờ nãy giờ quên vỗ tay nữa, dành bà ngoại cho cháu. Ông nội ngoại quên mẹ rồi. Chú nè. Nghe ông làm hả, ông hao tôi làm hết trơn, ông làm hết nhạo thấy không? Cho cháu luôn. Ngoài nội. Con cầm, chiến cầm. Gửi luôn. Chiến cầm. Mấy lên đây. Mình cho lại 3 cây ha. Rồi rồi. 3 cây 24. Rồi rồi rồi. Lấy thịt cha mẹ đi. Rồi rồi rồi. Phần quý ông với bà đã xong. Phần cô, bác, chú, mợ gì? Ai giai cấp chú bác, mợ gì? Bước vào khai lễ dùng đôi chung rượu cho cháu nó ra mắt của lễ đính hôm nay. Hai cô bác không? Ngoài cô chú cô chú bác mợ gì chú luôn. Mình vô quá sâu rồi. Cho mình thấy đây bác chắc chưa có bác xui. Mới đến khai lễ dùng đôi chung rượu cho cô rể cô hôm nay ra mắt. Không không hen. Chú dưỡng gì đâu, còn có không bác? Ông vô đi. Mở gì? Thiếm. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời,
Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên. Vừa rồi đó là cái phần trang trí cho cháu dâu đẹp rạng rỡ trong ngày hôm nay chứ gì. Bây giờ đến cái phần tiếp theo nữa nè. Cái bà thông gia của họ nhà trai nè, trao cái số tiền hồi nãy mới trình chứ chưa có trao, thành ra lát nữa sợ chị không chịu nhận đó. Thành ra bây giờ là phải trao số tiền này để cho ông chụp hình viên mới thấy. Mấy anh làm ơi, đi nghe. Dừng nghe, hai bình thưa dừng nghe. Rồi, hai mẹ nhận nghe. Rồi, mẹ nhà cha, mẹ gái nhận đi mẹ. Rồi, mẹ để xuống đi, hai bà xuống bắt tay con quay viên đi ra nè. Đúng rồi. Đúng rồi, dạ, căng căng luôn mẹ. Chỉ quý bà thôi. À, bây giờ cháu cũng xin đại diện cho tập họ nhà Nam Đường xin trình với ông chú và ông nội với ông ngoại nè. Cái phần tiếp theo đây đó, đúng ra là ông đại diện họ nhà Nữ Đường này ổng phải điều tiết, nhưng bây giờ ổng bỏ ngoài kia thôi, tôi tiếp làm tiếp cho nó nhanh. Bây giờ cái phần tiếp theo nè, đây là cái phần lễ cha mẹ. Cái mục này mình không có thể bỏ được, không có chế được lễ cha mẹ. Thì trong cái lễ cha mẹ này là cha mẹ của cháu Thái Hòa có trao cho hai cháu là một cặp nhẫn, đây gọi là cặp nhẫn đính hôn, còn đây là nữ trang chỉ là trang điểm cho cháu dâu, đây mới là cặp nhẫn đính hôn. Thì kể từ giờ này, sau khi hai quý thông gia dùng một chung rượu thụ nhận cái phần lễ đó, tức là bắt đầu kêu anh xui và chị xui, và hai con nó cũng được phép kêu cha mẹ vợ, đây kêu cha mẹ chồng. Rồi để dùng rượu vô. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Từ đây xa phút long đong. Thôi đeo nhiều quá, nặng tay quá ông bạn. Wow. Rồi nhẫn đi qua, nhẫn đi qua. Rồi em mở ra, em lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo cho cô dâu này nghe. Từ nghe. Rồi.
trái tim. Giữ tình yêu dâng sao thân yêu dấu. Tặng đó hoa hồng ngát hương. Giữ tình yêu chung. Ba cây vàng, 30 chỉ vàng 24 carat. Đã trình cho hai họ biết. Vàng đâu đem ra? Chừng phải có vàng mới được à nghe. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ai con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ say ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn. Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Con à, thì kể từ phút này thì đã là hai đứa đã thành vợ chồng rồi. Thì cha mẹ không có biết nói gì thì hàng cha già bé xíu này cho con. Hai con phải có trách nhiệm với nhau, trước thì trách nhiệm với xã hội, sau là hai con phải có trách nhiệm với bản thân của hai đứa. Là cha nói nhiều vậy cho con hai đứa con hiểu. Là cho con nhiều chúc mừng hai đứa con trăm năm hạnh phúc á, cái đầu bạc vàng long. Xin nhớ là sẽ yêu thương vợ suốt đời, cùng nhau xây tổ ấm cho nó được viên mãn. Cha mẹ cũng rất mừng được con nói gì. Câu này nói ra cho tôi biết. Vỗ tay luôn. Tiếp theo đối với tất cả quý tập họ nhà nam đường cũng như nhà nữ đường, tất cả quan viên khách ở ngoài kia. Đúng ra cái lễ này vẫn có cái lễ ba bữa, nhưng ở đây thời buổi nay là thời buổi công nghiệp rồi, 4.0 rồi, cho nên mình chế, kể cả ông thầy ông cũng chế đối với cái cặp tân lang và tân nương này. Thay vì đây là một mâm trầu, nhưng nó không phải mâm trầu mà là theo thời hiện nay đó là cái mâm bánh kem. Thì bây giờ cái nghi thức cắt bánh kem này cũng gần giống như là cái nghi thức mà dở mâm trầu hồi xưa vậy. Cho nên bây giờ cái này xin phép quý bà, quý ông cũng chứng kiến cho cái phần này. Thì trong cái phần lễ ba bữa này, ngày hôm nay rất tiếc là chưa có ngày cụ thể, nhưng mà báo cho các vị biết cái ngày lễ thân nghinh chi tấn đại lễ là tháng 11 âm lịch của năm Quý Mão này, cho quý bà được biết như vậy. Còn cái phần chi tiết cụ thể sao thì giữa hai thông gia sẽ liên lạc để trao đổi lấy nhau trong phần đó. Thì bây giờ trong cái phần này cháu cũng đã trình bày vậy rồi, thì chút nữa đây hai con sẽ cắt cái bánh kem để cho mấy ông thợ ghi hình chụp hình. Đây, buổi lễ hôm nay xem như đến đây rất là tốt đẹp và hoàn mãn và long trọng. Thì xin thưa các vị, ở trong một cái buổi lễ nào cũng vậy, cũng như cháu không phải là chuyên nghiệp lắm, cho nên đôi khi nó có những còn những điều sơ sót. Thì ta cũng mong tất cả các quý vị ở đây quan viên thông cảm, thứ lỗi bỏ qua cho. Và xin cuối lời, cháu cũng xin chúc toàn thể dự ở ngoài kia cũng như hai tập họ nhà nam đường và nữ đường được dồi dào sức khỏe và tất cả thành công trên mọi lĩnh vực. Đó là lời của cháu xin chúc như vậy đó, đó tất cả các quý vị. Rồi cho cháu tay ngoại được rồi, được rồi nha. Tôi xin giới thiệu ông nội của cháu Xuyến là cô dâu đó, thì cũng có đôi lời. Trước hết thì cũng tặng cho hai cháu là trong cái lễ đính hôn hôm nay món quà nhỏ nhỏ. Rồi ông nội cũng có đôi lời với hai cháu nha. Gửi chuyện đi, chuyện đi. Hồi nãy là quý khách dự kính mến, lễ đính hôn hôm nay của hai cháu đã tiến hành trong bối cảnh từng gia đình đã phải đổ rất nhiều công việc
Mặc dù bận nhiều việc gia đình, nhưng tất cả bà con hai họ và quý khách cũng bỏ qua một phần thời gian là rất quý để đến dự và góp phần cho lễ đính hôn của hai cháu. Đến đây đã thành công và tốt đẹp. Tôi chào hôm nay bà con. Của hai gia đình hôm nay lễ đính hôn của hai cháu sẽ đi đến chính thức hợp pháp. Thì tôi xin nhắc lại, hai tông gia cũng rất là mới mẻ. Thành ra tôi biết bây giờ hai tông gia cứ tôi góp ý mạnh dạn kêu hai bên vui gia cho nó thân mật và nhắc hai cháu kể từ đây kêu ba ông bà nội ngoại hai bên với cha mẹ cho thân mật trong cái ngày lễ đính hôm nay, rồi sẽ đi đến cái lễ thành hôn, rồi hai cháu càng thân mật và hai gia đình càng thân mật thêm nữa. Thì chúng tôi có bấy nhiêu lời thì cũng không quên nước là chúc sức khỏe cho bà con hai họ và quý khách trên bước đường tương lai của tất cả chúng ta đều được thành đạt, mỗi gia đình đều hạnh phúc. Cho cháu tay bà con rất cảm ơn. Bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Say ngất cuộc đời, uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say, mai tôi em ơi, uống cho say, rồi nhận đi cùng nhau nâng ly, rồi câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời. Tham gia cũng được. Tặng quà cho cháu luôn ngay đó luôn à. Rồi tặng luôn. Rồi chính tư luôn tặng luôn. Từ đó mà thấy hết á. Kiếm đi, chú kiếm nó ngoài bên này đi. Để mà đi kiếm qua đây. Rồi. 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 Chú ghế của cháu ơi. Rồi. Rồi. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chỉ bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau
lại ra cho đã thấy cuộc đời. Rồi tiếp tục luôn em. Rồi. Rồi tươi, rồi thôi giờ mình và hai ông sư trai, chúng ta sẽ di chuyển gần về phía cô dâu và chú rể luôn giùm con nha, bởi vì còn ít phút nữa thôi thì chương trình lễ đính hôn của chúng ta sẽ được bắt đầu ạ. Rồi đứng đó được rồi em ơi. Vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách đang có mặt đầy đủ trong buổi lễ đính hôn buổi sáng ngày hôm nay tại gia đình tư gia của chúng tôi, của lễ đính hôn cô dâu Kim Xuyến sánh duyên cùng với chú rể Thái Hòa. Và lời nói đầu tiên xin cho phép Huyền Linh được thay mặt đại diện cho phía gia đình và cũng như những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Trọng Phú cùng với dịch vụ nấu ăn Huệ Cường xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị khán quý thân mến, tình yêu là một điều tuyệt vời và thượng đế đã thầm ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và tình yêu cũng là một đề tài đã tốn hào rất là nhiều giấy mực của các đại thi văn hào kiệt Việt Nam chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung. Mà cũng không sao nói hết ý nghĩa của tình yêu, có phải chăng đó chính là hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, hai tâm hồn cùng hòa chung một ý hướng. Và sau một thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau thì ngày hôm nay chú rể Thái Hòa cùng với cô dâu Kim Xuyến đã được sự đồng ý của hai bên gia đình quyết định chọn hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 5 âm lịch, đồng là ngày lành tháng tốt để tổ chức ra lễ đính hôn trai bạn được chính thức nên duyên vợ chồng. Và để thay mặt cho những người thực hiện chương trình và cũng như tất cả quý vị quan khách đang có mặt trong hôn trường buổi sáng ngày hôm nay, xin được gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta một lời chúc tốt đẹp trong năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa vu thê. Và cũng không quên đến chúc cho tất cả quý vị của chúng ta hôm nay dù một buổi tiệc thật là vui tươi ngon miệng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa thì chương trình lễ đính hôn của cô dâu Kim Xuyến cùng với chú rể Thái Hòa xin được phép chính thức bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị các quý thân mến, ông bà ta thường có câu con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, để có được ngày vui ngày phúc trọng đại như ngày hôm nay thì cũng không thể nào quên đi phần công lao to lớn của đấng sinh thành, đó chính là các bậc làm cha làm mẹ sinh con ra luôn mướn cho người con thân yêu của mình những điều tốt đẹp nhất. Ngay bây giờ thì Huyền Linh xin được kính mời tất cả quý vị của chúng ta hôm nay hướng mắt về phía sân khấu và dành những tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón đại diện thông gia hai bên gia đình. Về phía đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trần Văn Non và bà Nguyễn Thị Hà là sinh đơn vương mẫu của cô dâu cùng bước đến khán lễ cùng ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, và cũng không kém phần lịch lãm và sang trọng so với đại diện họ nhà gái của chúng tôi. Về phía đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lê Thái Học cùng bà Nguyễn Thị Như Thảo là sinh đơn vương mẫu của cô dâu cùng bước đến khán lễ cùng ra mắt toàn thể vị trong buổi sáng. Và ngay bây giờ thì Huyền Linh xin được kính mời tất cả quý vị nè, chúng ta hãy hướng mắt về phía sân khấu một lần nữa và dành những tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt hơn nữa để cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân, một đôi uyên ương đẹp nhất hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Xin được kính mời lên sân khấu cô dâu Kim Xuyến cùng với chú rể Thái Bảo, xin cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cùng chào mừng quý vị. Một lần nữa xin được mời cô dâu Kim Xuyến cùng với chú rể Thái Hòa. Em sorry. Trời ơi, cánh mắt lỏi dữ nha. Sorry, sorry. Trời ơi, em sorry. Rồi. Và kính thưa quý vị, kính quý thân mến, và trên sân khấu của chúng tôi lúc này đây là một đại gia đình hạnh phúc gồm cô dâu Kim Xuyến, chú rể Thái Hòa cùng với đại diện hai bên gia đình xin được ra mắt cửa chào toàn thể quý vị bằng một cái cúi đầu chào, một lời chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương nồng nhiệt và trân trọng nhất.
Trời ơi, chưa thấy không chụp hình nào mà ác vậy luôn, khi người ta hít vô. Và ngay bây giờ đây thì Huyền Linh cũng tin chắc rằng về phía đại diện họ nhà gái của chúng tôi sẽ có những đôi lời phát biểu và cũng như chia sẻ, cũng có những đôi lời tri ân đến tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và để truyền tải được những thông điệp ấy thì ngay bây giờ Huyền Linh xin được gửi micro lại đến cho ông chủ hôn mọi nhà gái sẽ có. Kính thưa toàn thể quý quan khách, hôm nay là ngày đính hôn của con gái. Quý bà con đã đến đông đủ, tôi xin cảm ơn và rất hân hạnh đón tiếp quý khách. Cảm ơn quý quan khách đến đây dự buổi tiệc, xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, những lời chia sẻ hết sức là tình cảm đến từ phía ông chủ hôn họ nhà gái rất là nhiều với những lời chia sẻ vừa rồi. Và một lần nữa Huyền Linh cũng xin phép được thay mặt đại diện cho phía gia đình cả nhà trai và cũng như nhà gái xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, nhín chút ít thời gian và ngọc quý báu của mình đến đây chung vui cùng với buổi tiệc rượu tại gia đình tư gia trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trong quá trình đón tiếp cũng như chiêu đãi tất cả quý vị phía bên dưới, nếu có địa chỉ sơ xuất, mong quý vị về từ đường ảnh với gia đình mà bỏ qua cho. Và cũng không quên mến chúc cho cô dâu và chú đệ của chúng ta từ nay được sắc cầm hòa hiệp, long phục hòa minh. Và cũng xin mến chúc cho tình thông gia từ nay được bền chặt mối thông giao. Xin được kính chúc cho tất cả quý vị hôm nay dùng một buổi tiệc thật là vui tươi, ngon miệng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và không say không về xin được chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ thì con xin được mời hai bà xui gái, chúng ta sẽ di chuyển về phía trước một bước giùm con và bắt tay nhau để đi về phía bên dưới bàn tiệc để cùng tiếp đón những vị khách quý của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Rồi, con xin được mời hai bà xui gái nha. Hai bà xui bắt tay luôn, Rồi. Bắt tay nhau và cười nhìn về mái cười tươi lên đứng nhìn con. Bắt tay nhau luôn ạ, và nhìn về ống kính cười tươi lên giùm con ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua sẽ gặp tôi tên mẹ đòn. Nụ cười và ánh mắt mang đam mê cháy trên chỉ đôi ta cùng dần. Con tim không còn xa vẹn vẹn, con tim không còn thiếu sóc mãi xa mù khơi. Lập lờ ngập ngừng đôi tình yêu em, lời yêu anh tha chờ anh. Một hôm băng chân đúc như tình nhau, cùng ngắm mắt chân mà ngàn sao. Một tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh bơi thay. Niềm hạnh phúc anh đã có em, vì anh ở nhà. Phố xa đi đông người, tình yêu dưới trăng. Thấp thấm bao đôi những tình đang ngờ mùi đắm say. Cành hồng cho tay đến tay, sụp dần em tim ngất ngây. Tình này trao em thoải mái không bao giờ phai. Ước chi chẳng thương bạn sau tình yêu chúng ta. Nhưng anh sao vẫn quá trở sinh là nghiệp lồng lây. Vì thầm anh nói với em là một người đừng có biết được trái tim anh yêu mấy ngày. Hai ba dô đi cà phê giang này chơi.
Trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng,
nhưng sẽ sống những ngày ươm nắng dưới bóng dừa lạ lưới, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu mất trong lòng ai. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu mất trong lòng ai. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu mất trong lòng ai.